chung là tại mình tiếc ha. Này phải chống đầu không có đã ha. Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở dưới thành Đức Gò Dầu các bạn. Ở đây anh em đang thu hoạch cái đám đậu, đậu đỏ. Hai chiếc máy phóng đang thu hoạch ha. Thì nói chung cái vụ này anh trồng nắng quá nó cũng hơi bị thất. Nãy giờ chạy cũng trồng đi trồng lại nãy giờ cũng nhiều rồi mà mới được có 2 4 6 8 bao, 10 11 bao, cũng được 12 bao, 13 4 15 bao các bạn. Đang chạy lên. Hôm nay anh chở chiếc bằng chiếc Zonda 5104. Một cầu ha. Chiếc này anh mua mới luôn hả gì? Mới. À mua mới. Mua của Thành Thành Công luôn ha. Tem nó còn luôn nè. Anh mua chắc này chắc cả 5 6 năm gì chưa? Đâu không? Mười mấy năm. Mười mấy năm hả? Thì nhìn thấy nó cũng già ha. Mười mấy. Hôm nay thành trâu già. Mười mấy năm mà xài cái này cũng kỹ. Tức là mười mấy năm về trước là cái xe nó đã cái nó đã có chỗ này ha. Nó đã xài nó đã có cái này rồi. Để quay vòng vòng xoay chiếc xe cho bạn xem ha. Heo chỗ này nhiễu nhiễu dầu à. Gần dầu. Tức là hồi đó giờ mình chạy mình chưa có làm gì luôn á, có làm máy chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Mà chắc cũng kéo này kia ít cày sới ha. Có 2 3 năm nay là không có cày sới, còn mấy năm trước cày sới không. À mấy năm trước là cày sới. Xe này anh ở trong cầu sắt ha. Cầu sắt đường đi lên Bến Rộng lên cầu Khởi trong cái cua ghé ghé trái vô cầu sắt. Nó có ống thụt xe lực xe lái luôn ha. Anh mà lần có một chiếc 820 mới cầu ngang đó, mình có quay rồi. Cũng có khu vực ở dưới động cao su này luôn à. Rồi sao gai còn ngon quá. Xe này chạy chắc cũng ít rửa lắm à. Ít rửa là không lâu lắm mới rửa lần. Nói chung nhầm khi nhà mình có máy nén mình mới xiên sạch thôi. Cái còn không có máy nén khi mình có làm biến rồi lâu ra mấy cái lâu lắm mới ra tiệm lần đây một loại lết nha, một loại lết có ti ben ti bơm 2 ti luôn à, 2 ti bơm ha. Một bị ngang cũng lớn ghê ha. Một nào thấy vậy bị ngang cũng lớn ghê ta. Ờ bị ngang ngồi lớn. 2m 2m1 2m2 vô. Này chắc 2m mấy. Có 2m2 có. Bị dài nhiêu? 3m2 hay 3m5. Trời. Vỏ bọng ngồi im quá. Dạ. Bây giờ làm sao? Khát nước quá tính uống bia trừ hả? Lấy sườn sáo mà không bán nước hả mà. Ủa chị không có bán nước hả? Là sườn sáo không hả? Sáo sườn sâm. Này là gì? Sườn cái này là làm tạp cẩm. À tạp cẩm hả? Ủa anh người ly ha. Đang kêu nước hả? Máy nó chạy cái này là cao su thanh lý các bạn, cái rễ nó cây còn á nên nó là không dám hạ sát ha, nên thu hoạch nó cũng còn sót rất là nhiều luôn các bạn.
Vâng, thấy ông thu hoạch xong rồi vô bao y như là lúa luôn ha. Nhưng mà này đậu đỏ nãy nó đậu đỏ gì quên rồi. À, đậu đỏ gì mà cái hột nó nhỏ xíu các bạn. Ủa nãy nó đậu đỏ gì quên anh? À đậu đỏ càng cua nên là cái hột nó nhỏ xíu rồi các bạn. Đây, quay cho các bạn xem ha, khi mà những trái chín nó còn sót lại nè. Đậu đỏ càng cua ha. Là trái hột nó nhỏ lắm các bạn. À, hột nó nhỏ ha. Khó thấy nha các bạn. À. Hột nó nhỏ các bạn. Rất là nhiều luôn nha. À. Bây giờ để mình đi mình móc sơ cho các bạn xem nha. Nè, các bạn coi nè, thấy chưa nè. Nè, ba trái nè, thấy chưa? Hai trái nè. Trời ơi, cái này đi móc chút xíu chắc dữ dằn lắm. Chơi nè. Đó. Trời ơi cái này mốt. Anh ơi cái này mốt là mốt dữ dằn luôn á anh. Quá trời luôn. Thiệt á, mốt cái này một nè, các bạn thấy không, mới bẻ chơi là một nắm rồi nè. Cái này mốt là dữ dằn luôn á. Chắc mình mốt luôn các bạn, mốt ít về cho người ta nấu cháo được, cho bên từ thiện nấu cháo được ha. Đó, các bạn coi nè. Đó. Hết biết luôn, bẻ mới chút xíu quá trời coi nè. Cái này mà mót là mót dữ dằn luôn á. Mình đi kiếm cái gì mót các bạn ơi. Kiếm gì bỏ vô mới được. Kiếm cái bọc ha, đi kiếm bọc kiếm bao gì mót còn tăng chơi. Rồi, giờ anh em bắt đầu là lên đậu ha. Đậu này nó khô luôn các bạn, cắn nó cứng nó bể luôn rồi. Cái này là về phơi sơ sơ là bán được rồi. Ừ, cái này phơi chừng 2 nắng là bán à. Không tới nắng, không tới nắng nữa. Tại vì nãy hột đậu nó khô giòn luôn rồi, cắn nó giòn luôn rồi. Thế là mấy trái chắc nó chín trước á. Mấy trái chín trước lại cắn nó giòn luôn á. Khô thì nắng, còn này khô nửa nắng. Nắng giờ tới chiều bán. Dạ, không bao giờ đổ qua tới chiều bán được luôn. Nó khô lắm rồi. Đó, xe mua mười mấy năm rồi nè các bạn. Hồi đó mười mấy năm là mua trên thành công luôn ha. Trên đường không chạy, trên đường không chạy, chạy vô đó. Chú ơi, cái bao này nó cỡ 4 mấy ký không? Ủa, 50 ký trở lên. À, 50 trở lên luôn hả? À, vậy cũng nặng, vậy cũng được ha. Không chạch lắm đâu. Nắng cũng không được. Nó rớt hộp lên chống mặt nha. Đâu mới lấy á, mới lấy cái xe đó 140 á. À, của anh lấy gì? Không có, của mình đó. À, anh mới lấy 140 à? 4.000, 46 46 à, 46 hả? Bình trúng. Tại đâu vậy? Đó, cái này dán đậu phụ à. Mà đây sẽ tại với nó không cho ta. Dán đậu phụ à? Một hồi sang dưới đây, cái đậu phụ cái tài chứ. Cái tài chúng ăn toàn lên. Cái tài chứ. Không có té hả? Mới có mười mấy bao giá không đã rồi. Này phải do chúng đậu phóng đã ha. Đậu hiện tại bây giờ bán ta còn phải cả đống luôn. Ủa anh đậu giờ bán ký nhiều biết giá chưa? Phơi khô quá. À, chưa biết giá nữa.
Đây là Kubota DC 70. Ta cắt lúa này đi, cắt phóng lúa này đi, phóng đậu. Su thanh lý á các bạn, lên nó là cắt á là không có được hạ sát xuống được nha. Cây chỗ này nè, cây chỗ này nè các bạn, nên là sợ gãy răng nha, nên nó là không có nào hạ sát được. Nên các bạn coi nè, quá trời các bạn ơi, bây giờ sao ta, không ngót ngủ cho lắm nữa các bạn nè, quá trời luôn nè, nè dữ răng lắm các bạn ơi. Để bỏ uổng, bữa hai nó món không hết ta cài uổng nha. Em quá em luôn. Chiếc này mình không có tra bao nhiêu ngựa các bạn, tại vì chắc cũng cả từ giá 50 ngựa, nó trên làm với chiếc 530 không nhiêu đâu. Ủa anh bây giờ xong này dắt mấy bao này về ăn cơm hả? Đại phóng luôn hả? Đến đâu về ăn cơm xong rồi chút vô trả nữa chứ. Vậy coi hỏi ai mua chiếc này bán luôn. Bán luôn hả? Bán luôn. Chạy mấy gài lại giác phụ vậy hả? Vậy đâu? Giờ chạy về đâu? Quay ra nó bí này coi bán luôn. Chở gì ngoài à? Nó cái nào mình nói thiệt cái nào nó chơi nó chơi. Có đá bí này của ai trồng á? Của dân mình đây trồng à. Này là mới bắt đầu có trái hết à? Ờ. Bên trong bí tốt hết biết luôn bạn ơi. Rồi bán luôn à. Xuống bây giờ bán mẫu luôn à. Cái mẫu này khỏi cái trái nha. Mua mẫu bán mẫu luôn hả? Ừ. Tức là mua xong là thu hoạch là bán thôi. Ờ. Hết biết tốt luôn các bạn. Cái hồi nãy ở đây vô ở trên kia chứ thấy cái đám đậu phộng trên kia cũng tốt tí sợ luôn. Cái đám kia, cái đám nhỏ nãy đó chú, cái đám nó tốt tí sợ luôn. Hả? Quay cái đám mía dưới đó chưa? Sáng giờ đó đó. Nó cũng có kênh á, nó cũng có kênh á, cũng phộng trận á. À, phộng trận trên TikTok. Hả? TikTok. Trên TikTok. Chiếc này đó mua nó có hai tạ gì luôn hả? Tạ nó giống tạ Bellywood phải không? Tạ Bellywood mà đâu phải tạ của nó đâu mà. Thấy quay mấy đồng mì miền kênh không à?
Thì nói chung là Tân Biên, Tân Châu, Châu Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành thì ít đi. Chứ có đi dạt Phước Ninh, Tân Phước Ninh, Tân Châu, Tân Biên nhiều à. Tính là xe anh xài mười mấy năm mà tính còn còn im quá ha. Mấy anh ở miền Tây anh thấy mấy cái dòng dòng này mà dòng 530 á. Anh chiên xăng anh lên tên Ninh là anh xăng mấy dòng đó không à. Kiểu như mấy ông đại gia cao su rồi xài xong bỏ ra. Tính là chạy ít máy nó còn ngon. Ở đây có hai cô đang mót ở đây nè. Bạn thấy không? Cộng Minh Mông vô đây mà đây hai người mót, dưới kia có hai ba người mót nữa. Đã cái động này hết cái động này không khoảng mười mấy mẫu các bạn. Mười mấy mẫu các bạn thấy đi. Mót nổi không? Hai cô làm bên cái đám cái đám bí nè. Làm bên đám bí ha. Rảnh này hai cô qua đây mót chơi. Về ăn đồ. Tại mình thấy mình tiếc các bạn nè, các bạn coi nè. Hai trái nè, ba trái nè các bạn nè. Kiểu như mấy cái nào chín chín nó nghe được xuống à, đâu cắt đâu sắc cắt sắc nè. Ổn các bạn, nói chung là tại vì mình tiếc ha. Tại vì rễ cây á, không có dám đưa sát 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 nha các bạn. Tôi sát xuống là gãy răng thiệt á. Nó là phải chịu chấp nhận rồi. Giống như là cái này là 10 phần đúng không? 10 phần mình thu hoạch được chỉ có 7 phần à, 7 phần thôi. Còn 3 phần là nó chín với mình là cắt không hết là nó nằm xuống rồi đó. Này các bạn coi nè. Nè trái nè thấy chưa? Nè trái nè. Nè các bạn nè, coi một cây này nè. 3 4 nè thấy không? Thấy trái nè. Trái nè, thấy không? Này nè, thấy chưa nè. Đó. Trái nè. Bạn thấy chưa? Nè. Nguyên một lùm luôn nè, thấy chưa? Nè, trái nè quá trời luôn nè. Đó, nguyên một lùm luôn nè. Nè, đây nè, các bạn coi nè. Thấy chưa? Trái quá trời luôn nè. Thấy chưa? Giờ nào quanh đầu luôn ha. Ba lon bia để nhớ uống nha, để treo quanh ngoài nắng lâu quá nổ á. Treo nắng lâu quá nổ á. Là à, số bên kia tận tay. Rồi thôi cái video mình kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Thì xuống quay mía thì gặp anh thu hoạch đậu phộng đậu đỏ đây nè. Sẵn rồi mình quay luôn nha các bạn. Rồi chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình. Rồi chào các bạn.